Xin chào mọi người nha. Đây là vườn nha đam Mỹ của mình. Thì bên mình có bán cây con đó các bạn. Thì mọi người có ai mua cây con thì vui lòng liên hệ mình nha. Mình có để số điện thoại bên dưới. Mình có để số điện thoại bên dưới mô tả nè. Các bạn có mua thì gọi điện thoại cho mình. Cây con là như nào các bạn? Thời gian mà cho thu hoạch nha đam Mỹ á, mọi người là khoảng từ 6 cho đến 8 tháng nha, là mình được cắt bẹ đó. Thì tùy theo mọi người trồng có dinh dưỡng hay không, ví dụ như mọi người trộn đất á, nó có tốt hay không thì tùy theo mọi người nha. Thì mình trồng á, là hàng cách hàng á, cây cách cây á, là 4 tấc. Còn hàng á, thì mình trồng so le, các bạn nhìn. Nha đam Mỹ này nó rất là dễ trồng nha mọi người. Nó không có phân phướng gì cả. Lâu lâu mình chỉ gãi vài phân DAP cho nó thôi. Như đây là mình mới vừa gãi phân DAP cho nó khoảng 1 tuần nè. Bẹ của nó là khoảng 4 đến 5 ngón tay nha. Tại vì mình mới vừa cắt xong đợt bẹ. Được 5 ngón tay nha mọi người. 4 đến 5 ngón. Mình sẽ quay cho các bạn xem một vòng cái vườn nha đam của mình nha.